Kính chào bà con em. Nhà có cái van nó bị xì, thì lúc xì mình tính mình lắp cái van nhựa mình xài. Bây giờ học hỏi được cái cách để mình sửa cái van này cho nó đỡ xì. Nè, đóng hết, đóng van nè. Nó cứ nhiễu nhiễu hoài. Bữa trước nhiễu ít thì sau này nó sẽ nhiễu nhiều. Mình đè đè cái van này nó sẽ không có nhiễu nè. Đó, đè xuống, còn mình mở ra mở vô vậy mình nói là nó sẽ nhiễu, tức là trong này nó có cái ron này nghe, thì mình sẽ tiến hành mình tháo van này ra chứ mình sửa cho quý vị coi luôn. Giờ mình sẽ tháo van này ra, đóng van này lại. Nếu mà mình xài cái van nhựa cũng được, mà sau này mình tháo rồi mình cắt mình nối lại nó cực lắm. Bây giờ mình sửa cái van này, một mình mua cái van mới nha, nếu mà xài không được mua van mới, còn bây giờ mình sẽ tháo ra còn xài được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái van này ra coi nè. Trong cái van này nó có cái lỗ nha. Nè, thì mình nhìn vô mình thấy, mình rọi cái đèn pin vô mình thấy ha, hay mình nhìn vô mình vẫn thấy. Thì tức là mình sẽ lấy con lục giác này, hôm nay với con lục giác mình tháo cái này ra. À, mình tháo ra nghe. Tháo lỏng ra được rồi. Đó, mình tháo cái tay van ra. Nhớ để ý nghe, chừng rớt con lục giác là như bỏ van luôn nghe. Rồi rớt nữa nè. Trong này nó có cái để mình gắn vô cái nhông này. Này cái gọi là cái nhông ha. Đó. Thì đó. Tức là trong này nó sẽ có một cái ron này. Giờ mình sẽ tháo cái này ra. Rồi. À. Đó. Trong này cái cốc á thì nó có cái chốt gài đây. Tức là để mình rút cái này ra đó, là để mình cái trong này nó cũng giống như cái ron á, nhưng mà cái này mình không có làm cái này, thì mình làm cái ron này. Nè. Từ đây nè, chủ yếu là cái này nó ịnh xuống thì nó sẽ kín. Đó. Mình sẽ tháo cái này ra. Đó. Rồi đây lớp cao su nè, giống như cái ron để mình nước mình khỏi nhiễu á. Còn đây là hai cái cánh van này. Nhớ để ý cái chiều nha, chiều mà ví dụ mình chiều đóng chiều mở lúc mình tháo ra, lắc mình lắp vô cho nó đúng. Đây này giờ giống như cái van nó mở nè, đóng nè. Thì hai cái này thì mình không có đụng tới, cái này nữa là bằng nhựa cứng thì mình lắp lại cho nó đúng thôi. Ủa cha ơi, cha bằng nhựa cứng sao cha lấy ra được? Lắp vô lại vậy luôn mà. Rồi, cho nó vô cái gà ha. Này, miếng này, cái mặt này, vô ra cái mặt này. Làm sạch nha, coi chừng nó dính cái này, cái là nó nhiễu nước. Rồi bỏ cái mặt láng này vô nè. Đó. Đó. Trong cái mặt này nó có bốn cái gờ nè. Nè. Và hai gờ hai bên. Trong này nó sẽ cái gài vô trong đây nè.
Mở nè, đóng nè, rồi không? Và cái ron này. Cái ron này đáng lẽ nó cao lên đó thì mình mở nước, đóng nước nó không có bị xì. Hai cái này nó giống nhau, hai mặt giống nhau. Nút vô. Đó. Này nó đè vậy, nó đè mạnh xuống thì nó sẽ kín nước. Còn nó hở là do cái này nó mình xài lâu ngày nó lúng vô đó. Nè, cái này nó tiếp xúc vô cái lỗ này. Đè xuống thì nó sẽ kín, nó không có chảy nước ra. Thì bây giờ mình chế cho nó một cái lớp ron nữa, cái ron ở chỗ đây. Thay vì mình phải có cái ron thì mình lắp vô, còn không có thì mình lấy cái ruột xe này, ruột xe ha, cái mình cắt một khúc. Ruột xe, đó, mình lấy cái chỗ mà cái mặt mà nó cái ruột xe nó láng nha, đó, mình làm dấu. À. Rồi mình cắt. Cắt hình vuông á chờ. Hình tròn. Hình tròn. Ừ. Sao mà cho cắt được? Ồ, cắt được không? Ừ. Đây vậy. Hello. Ừ, đó cho nó nằm vô trong cái này nha. Nè, cho nó lót vô trong đó. Và mình sẽ khui một cái lỗ tính giữa. Khui chi chứ? Lỗ tính giữa nó bằng cái lỗ ron này để chảy nước. Đừng có khui nữa, khui hoài mà. Ừ. Khui hoài. Tức là chứ. Tức cái kéo không nè, cắt tiếng mà. Đây. Ủa nhỏ quá. Giờ lấy bánh rồi. Này. Xèn luôn. Nói ra xèn luôn. Xèn hết luôn. Giờ lấy bánh để ăn. Giờ lấy bánh coi. Giờ lấy bánh để ăn. Giờ lấy bánh. Hả? Được cái kéo hả? Đó. Cỡ cái lỗ này ha. Rồi bây giờ mình bỏ vô trong đây. Bỏ đây nè. Nhét vô. À, nhét vô cho nó nằm đây. Cho con mổ. Rồi, đó. Cho nó nằm vô đó. Rồi, mình sẽ lắp cái van này vô. Ừ. Nhưng mà trước khi lắp cái van thì chỗ này nó có cái ren thì mình lấy nha, mình bôi, mình quấn keo con su non. Đây mình xuống quấn đây vòng này. Để lát mình dặn cho nó khỏi xì, xì nước. Ôi da, ôi da. Ừ. Bằng keo nó mới mùa hả? Ừ. Mùa nào hả? Mùa hiệu à. Hồi đó em á, cho đi làm á hả? Ừ. Rồi, mình sẽ nhận vô. Đây nha. Băng keo sao dặn được? Rồi đó, khi mà cái van mà nó cứng là được rồi, vừa vô cái này nó cứng nè. Đó, không? Rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vô. Cái nắp. Cái tay van. Đứng gì cái nắp chứ. Mẹ.
Rồi dặn cho cứng nha, không nó tuôn luôn ra. Rồi đóng mở và nó vừa cứng rồi. Ủa sao quay quá này, nãy do dặn ở trong chưa cứng lắm. Rồi rồi mình dặn cho ở trong cho nó cứng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem lắp vô thử coi van nó xì không nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái van này vô nha. Nãy quắn thì mới lắp keo này con su non nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở van thử nha. Để nước ha. Rồi đóng lại thử coi nó nhiễu không. Đó. Thấy không? Hết nhiễu rồi đó. Rồi, đó, không? Rồi hôm nay làm cái van cái chia sẻ cho bà con coi nha. Cảm ơn đã xem mà thấy thú vị, nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Ai có cái van thì mình tận dụng mình sửa nha. Van giống như cái van như thế này, sửa lại. Rồi.